Đội tuyển Việt Nam liệu có cơ hội vượt qua vòng bảng? Tuấn Hải sẽ tỏa sáng tại ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tiến sâu vào vòng chung kết ASEAN Cup 2023 với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu giành được một điểm trước Iraq và đánh bại Indonesia, tối ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 tại Qatar. Ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Trossier sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Trong đó, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ đáng gờm trong bảng D và trên toàn giải. Samurai Sen xếp hạng 15 FIFA, có chuỗi trận toàn thắng liên tục từ tháng 3 năm 2023 đến nay. Đội hình đội tuyển Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ thành danh ở các lò luyện châu Âu như Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Takumi Minamino, AS Monaco, Wataru Endo, Liverpool. Takefusa Kubo, Real Sociedad, Heidegen Meja, Celtic. Đây cũng là lực lượng chính dự kiến được tung ra, đấu trận ra quân với đội tuyển Việt Nam vào 18:30 phút ngày 14 tháng 1. Trong khi đó, đội bóng của huấn luyện viên Trossier sau trận gặp Nhật Bản sẽ đối đầu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 1 và đội tuyển Iraq ngày 24 tháng 1. Đoàn quân được định giá lên tới 300 triệu bảng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu được nhà báo Huỳnh Sang nhận định là đội bóng có thực lực và đẳng cấp hàng đầu. Ông Huỳnh Sang cho rằng đội tuyển Nhật Bản là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup 2023 bởi phong độ hiện tại. Rất thăng hoa với chuỗi trận thắng thuyết phục các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Sức mạnh của họ đủ sức thuyết phục những cổ động viên khó tính nhất. Chung quan điểm với nhà báo Huỳnh Sang, bình luận viên Trí Viễn, người tham gia bình luận các trận đấu của ASEAN Cup Qatar 2024 trên FPT Play, cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam khó lòng thắng Samurai Sun vào thời điểm này. Song việc giành điểm trước Iraq và đánh bại Indonesia không nằm ngoài tầm tay. Quang Hải trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022, ảnh VFS. Trong 7 năm qua, đội tuyển Indonesia chưa thể vượt qua đội tuyển Việt Nam. Lần cuối những chiến binh sao vàng chung bước là trận lượt đi AFF Cup 2016 dưới thời huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Dù lạc quan nhưng nhà báo Hà Quang Minh vẫn khá thận trọng, dễ thấy rằng Indonesia ngang tầm. Nhưng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của thầy trò huấn luyện viên Trossier, chủ yếu bởi vấn đề tâm lý. Ông Quang Minh lý giải, họ là đối thủ ở cùng khu vực Đông Nam Á, do đó áp lực phải thắng rất lớn. Nếu không giành được kết quả có lợi thì huấn luyện viên Trossier sẽ phải hứng chịu nhiều ý kiến tiêu cực trong nước. Bên cạnh đó, bản thân đội tuyển Indonesia nhiều năm qua cũng kèn cự rất quyết liệt với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trossier sẽ phải chịu áp lực lớn nếu đội tuyển Việt Nam không thắng được Indonesia, ảnh AFC. Nói về đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong, nhà báo Huỳnh Sang đánh giá đây là đội bóng có tính kỷ luật và động lực thi đấu mạnh mẽ. Đối với Iraq, ông Sang đánh giá là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng châu Á. Đối thủ Trung Đông nhiều duyên nợ của đội tuyển Việt Nam sở hữu thể hình, thể lực, kỹ thuật và đầu óc chiến thuật vượt trội. Với nhiều nhân sự thi đấu ở châu Âu, kỹ năng chơi bóng Iraq khá hoàn thiện từ khả năng dứt điểm từ xa, không chiến và xử lý bóng thông minh. Tuy nhiên, ông cho rằng thầy trò huấn luyện viên Trossier vẫn có cơ hội vượt ải vì kinh nghiệm đối đầu dày dặn trong quá khứ. Iraq là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng châu Á, ảnh Getty. Nếu giành được một điểm trước Iraq và đánh bại đối thủ chính là Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tiến sâu với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Do đó, lực lượng mà huấn luyện viên Trossier chuẩn bị cho kỳ ASEAN Cup 2023 đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều cầu thủ trụ cột lâu năm của đội bị chấn thương hoặc không có thể trạng đảm bảo để thi đấu. Thậm chí trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chỉ tập trung giáo án với toàn đội một ngày trước trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan. Vì lẽ đó, huấn luyện viên Philip Trossier sẽ đặt niềm tin vào những gương mặt mới. Trong đó, Phạm Tuấn Hải chính là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Với bộ khung hiện tại, bình luận viên Trí Viễn kỳ vọng Tuấn Hải sẽ tỏa sáng. Tôi cho rằng không có gương mặt nào nổi bật hơn cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội lúc này. Phong độ gần đây của cậu ấy rất tốt, cả ở AFC Champions League và Nigel V-League 1 2023-24. Do đó, tôi hy vọng Tuấn Hải sẽ có thêm sự tự tin để lập công khi đối đầu với các đối thủ mạnh sắp tới. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023, ảnh AFC. Đồng tình với ý kiến này, nhà báo Hà Quang Minh cũng cho rằng Tuấn Hải là một cầu thủ khéo léo, bền bỉ, lì lợm và có chất quái. Việc đối đầu với các đối thủ ở đẳng cấp cao tại AFC Champions League giúp cậu ấy thu nhặt thêm nhiều kinh nghiệm để phát huy tại vòng chung kết AFC ASEAN Cup 2023. Vòng chung kết AFC ASEAN Cup 2023 chính thức diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. FPT Play và Đài truyền hình Việt Nam VTV sẽ phối hợp phát sóng giải đấu. Theo đó,
khán giả cả nước sẽ dễ dàng thưởng thức ít nhất 3 trận vòng bảng của những chiến binh sao vàng trên hệ thống FPT Play và các kênh của VTV. Bảng D khó chịu và cơ hội của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 đã khai mạc trên sân Lusail vào khuya ngày 12 tháng 1, với trận ra quân của chủ nhà Qatar đại thắng Lebanon 3-0 và kéo dài trong một tháng, cùng 50 trận đấu còn lại đều rất khó lường. Có 24 đội bóng hàng đầu châu Á chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Theo điều lệ giải ASEAN Cup 2023, hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng. Cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào các vòng đấu loại trực tiếp. Cùng xem nhanh cơ hội của đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đội tuyển Nhật Bản, xếp hạng FIFA 17, thành tích tốt nhất, 4 lần vô địch ASEAN Cup vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã lập nên những chiến tích đáng nhớ khi thắng Đức và Tây Ban Nha tại vòng chung kết World Cup 2022, giúp ông được gia hạn hợp đồng đến năm 2026, là đội có thứ hạng cao nhất tại ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Nhật Bản tự hào có một tập thể gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Họ đang giữ kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp và hiện là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch châu Á thứ 5 kỷ lục. Đội tuyển Iraq, xếp hạng FIFA 63, thành tích tốt nhất, vô địch 2007. Huấn luyện viên Jesus Casas Tây Ban Nha là cựu trợ lý của nhà cầm quân danh tiếng Luis Enrique và Robert Moreno của tuyển Tây Ban Nha, cộng sự của huấn luyện viên Javi Gracia tại câu lạc bộ Watford. Ông Casas sẽ nắm tuyển Iraq vào tháng 11 năm 2022, đánh dấu sự trở lại làm huấn luyện viên trưởng lần đầu tiên kể từ năm 2013. Quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup của tuyển Iraq đầy hứa hẹn, với việc nhà vô địch năm 2007 đã đánh bại Saudi Arabia và Qatar trên đường giành cúp vùng vịnh vào năm ngoái. Thầy trò Casas cũng vô địch King Cup, một giải đấu giao hữu, ở Thái Lan vào tháng 9 và giành chiến thắng trước các đối thủ cùng bảng là Việt Nam và Indonesia. Ở vòng loại thứ hai World Cup vào tháng 11 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam xếp hạng FIFA 94, thành tích tốt nhất, tứ kết 2007-2019. Huấn luyện viên Philippe Trausier Pháp là một nhà cầm quân kỳ cựu từng góp mặt ở hai kỳ World Cup. Ông Trausier duy nhất là huấn luyện viên hiện tại ở Qatar từng giúp tuyển Nhật Bản vô địch ASEAN Cup 2000. Tháng 3 năm ngoái, huấn luyện viên Trausier dẫn dắt tuyển Việt Nam đã chơi 7 trận giao hữu và 2 trận vòng loại thứ hai Cúp Thế giới 2026, thắng 4, thua 5. Do hàng loạt chấn thương của các cầu thủ nòng cốt, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn khi vượt qua một bảng đấu. Bạn với khát vọng lặp lại thành tích lọt vào vòng 8 đội cuối cùng như năm 2019. Tuy nhiên, thầy trò Trausier có nhiều cơ hội giành chiến thắng Indonesia để tìm vé vớt đi tiếp vào vòng knockout ASEAN Cup. Đội tuyển Indonesia, xếp hạng FIFA 146, thành tích tốt nhất, vòng bảng 1996, 2000, 2004, 2007. Huấn luyện viên Shin Tae-yong, Hàn Quốc, cầm quân Indonesia vào năm 2020 sau chiến tích ông giúp đội bóng quê hương đánh bại tuyển Đức 2-0, loại nhà đương kim vô địch khỏi World Cup 2018. Ông Shin dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn để lại dấu ấn khi tạo ra một thế hệ tài năng thú vị với độ tuổi bình quân trẻ nhất ASEAN Cup. Indonesia đã trải qua 5 trận gần nhất không biết thắng, gồm 4 trận thua. Ngay cả đối với một trong những cộng đồng người hâm mộ Indonesia cuồng nhiệt và khắc khe nhất thế giới, thầy trò ông Shin cực khó mong đợi tiến xa. Một chiến thắng trước tuyển Việt Nam là điều bắt buộc để giành quyền đi tiếp, nhưng nó không dễ dàng vì Indonesia thường thua các chiến binh sao vàng. AFC nói về kỷ lục của tuyển Việt Nam và sức mạnh của Nhật Bản ở ASEAN Cup. Ngay trận đầu tiên ASEAN Cup 2023, tuyển Việt Nam đã gặp ngay đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. Tại ASEAN Cup 2023, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng đương kim Á quân Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Ở trận đầu tiên, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội mạnh nhất và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup Nhật Bản vào lúc 18:30 ngày mai, ngày 14 tháng 1. Trước trận đấu này, website Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã đưa ra số liệu thống kê thú vị về Việt Nam và Nhật Bản. AFC viết, Nhật Bản sẽ chuẩn bị cho một cuộc chạm trán khó khăn khi họ gặp Việt Nam ở bảng D của AFC ASEAN Cup Qatar 2023 vào Chủ nhật. Những người Đông Á đang hướng tới danh hiệu ASEAN Cup thứ 5 để kéo dài kỷ lục, trong khi Việt Nam sẽ quyết tâm phá hỏng bữa tiệc của Nhật Bản. Sức mạnh của Nhật Bản và kỷ lục của Việt Nam tại ASEAN Cup. AFC thống kê, Nhật Bản toàn thắng trong cả hai lần gặp Việt Nam trước đây ở AFC ASEAN Cup, với chiến thắng gần đây nhất là ở tứ kết ASEAN Cup năm 2019 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m. Đáng chú ý, AFC đã nhắc đến kỷ lục của tuyển Việt Nam ở sân chơi lớn nhất châu lục
khi đội mới có 2 lần dự ASEAN Cup nhưng đều lọt vào tứ kết. Bây giờ, Việt Nam có lần thứ 3 dự ASEAN Cup. AFC viết, mục tiêu của Việt Nam là lần thứ 3 liên tiếp lọt vào vòng knockout ASEAN Cup, khi 2 lần góp mặt trước ở ASEAN Cup 2007 và 2019, Việt Nam đều lọt đến tận trận tứ kết. AFC tiếp tục ca ngợi tuyển Nhật Bản, trong khi đó, Nhật Bản đang có chuỗi trận ấn tượng. Nhật Bản chỉ thua 1 trong 18 trận gần đây nhất, với 13 thắng, 4 hòa và 1 bại tại AFC ASEAN Cup. Trong khoảng thời gian đó, Nhật Bản nhận trận thua duy nhất với tỷ số 1-3 trước Qatar ở chung kết ASEAN Cup 2019. Không đội nào thực hiện nhiều đường truyền thành công ở AFC ASEAN Cup 2019 hơn tuyển Nhật Bản. Trên thực tế, chỉ có Úc 132 thực hiện nhiều quả tạt hơn Nhật Bản 129 tại ASEAN Cup gần đây nhất. Tuyển Việt Nam tự tin trước trận gặp Nhật Bản. Trong khi đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tốt cho vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Việt Anh đánh giá Nhật Bản đã khẳng định vị thế là đội tuyển hàng đầu tại châu Á, và trong đội hình của họ có sự góp mặt của nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ lớn của châu Âu. Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, huấn luyện viên Philip Chaucer rất am hiểu bóng đá Nhật Bản và đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều thông tin về đội tuyển Nhật Bản. Tôi cho rằng, đội cầu thủ như chúng tôi không có nhiều cơ hội để thi đấu với một đối thủ mạnh như Nhật Bản. Do vậy, anh em trong đội đều rất háo hức chờ đợi. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở trận đấu này. Đáng chú ý, huấn luyện viên người Pháp Philip Chaucer của tuyển Việt Nam đã dần loạt bỏ những trụ cột dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì thế, đa phần các cầu thủ Việt Nam hiện tại đều lần đầu tham dự ASEAN Cup. Mặc dù vậy, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào sự chuẩn bị cũng như khả năng của đội tuyển Việt Nam. Trung vệ 25 tuổi Việt Anh cho biết, đội tuyển Việt Nam đến với ASEAN Cup 2023 không phải đá cho vui. Mục tiêu của đội là cố gắng hết sức để tiến sâu nhất có thể. Bản thân tôi nghĩ, khi được vào sân thi đấu thì phải cố gắng hết sức, làm sao tất cả cùng nhau thi đấu tốt, mang thành tích cao về cho đội. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, ở buổi tập của tuyển Việt Nam vào chiều hôm qua ngày 12 tháng 1, huấn luyện viên Philip Chaucer đã triển khai các nội dung theo giáo án chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Do ngày ra trận đã gần kề, ông thầy người Pháp tỏ ra đặc biệt nghiêm khắc và chỉnh chu trên sân tập. Các yêu cầu đối với học trò về mức độ hoàn thành bài tập của huấn luyện viên Chaucer cũng cao hơn so với thường lệ. Không khí gấp rút trên sân tập mang đến cảm nhận đội tuyển giống như một cỗ máy đang hoạt động hết công suất. Tất cả đều nỗ lực để hướng tới trận ra quân tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 với tâm thế và sự tự tin cao nhất.